Nhưng mà em cũng thấy là hiện nay có rất là nhiều cơ sở tiêm Botox filler nhỏ lẻ, như là câu chuyện chúng ta vừa theo dõi là mới học có vài ngày, vài tuần thôi là đã đi ra hành nghề rồi. Thì liệu có đáng tin không thưa bác sĩ? Thực ra thì vấn đề tiêm Botox và filler thì thoạt nhìn nghĩ là dễ, tưởng là dễ, nhưng thực sự là nó không dễ chút nào. Là bởi vì những người họ đã được đào tạo một cái thời gian dài và bài bản, thì tại sao người ta phải mất nhiều thời gian như thế? Là bởi vì người ta phải học cái cấu tạo của da, mở dưới da, cơ, dây thần kinh, mạch máu và ngay cả xương ở ở ở trên 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 cái khung xương đầu, khung xương mặt. Tất cả những cái yếu tố này đều phải trải qua đào tạo bài bản thì người ta mới biết rằng ở vị trí nào chúng ta tiêm sâu, vị trí nào chỉ được tiêm cạn thôi, vị trí nào có mạch máu, vị trí nào có thần kinh, và những thần kinh quan trọng. Thế thì những người đào tạo một ngày thì không thể nào hiểu được những cái vấn đề này, và chỉ cần chúng ta tiêm sai thì có thể những cái filler này nó đi vào mạch máu, và nếu như những mạch máu này là những mạch máu ngoại vi không quan trọng thì có thể nó chỉ gây hoại tử da hay là cái gì đó đơn giản bên ngoài. Còn nếu như nó là những mạch máu quan trọng đi vào mắt thì cái vấn đề mù mắt là chắc chắn xảy ra. Ngoài ra nó còn có những cái tình huống gọi là nặng hơn nữa, thì nó đi vào những mạch máu quan trọng lên não, thì chúng ta thấy rằng nó giống như một cái ca tai biến mạch máu não và bệnh nhân có thể chết. Do đó thì cái chuyện mà nhìn thì tưởng là dễ, anh này anh tiêm thấy đơn giản quá, nhưng thực ra nó không có đơn giản chút nào. Nó cần phải biết rất là rõ về cấu tạo bên trong. Khi mà chúng ta đưa cái mũi kim vào, chúng ta phải biết nó ở đâu, nó có chặt, nó có gần cái mạch máu thần kinh quan trọng nào hay không, nó có trúng vào cái vùng nguy hiểm nào hay không. Thì như vậy thì những cái đào tạo mà kiểu một buổi một ngày thì không thể nào biết được cái chuyện đó. Dạ, nghe bác sĩ Long chia sẻ xong thì là Minh Ngọc cảm thấy là làm đẹp không hề đơn giản và dễ dàng chút nào, và chúng ta phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất để có thể tìm hiểu và làm đẹp một cách chính đáng, an toàn nhất. Đồng thời hãy lựa chọn cho mình những cơ sở uy tín để không mắc phải những trường hợp đáng tiếc như bà Phụng trong câu chuyện của chúng ta. Đến đây thì Minh Ngọc xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo của Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Ngọc và bác sĩ Long xin chào và hẹn gặp lại quý vị.